Xin chào bạn đến với D-Channel. Dạng sáng ngày hôm nay thì mình tin là có rất là nhiều bạn thì ở đây thức khuya để có thể theo dõi trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia, đúng không? Thì mình là một người Việt Nam, mình cũng như vậy và mình cũng cực kỳ tự hào, cũng như là chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã có một cái kết quả nó tốt trong cái lượt trận vừa rồi. Nhưng mà bên cạnh đó, song song đó thì ta cũng sẽ có lẽ là không nên bỏ qua một cái sự kiện cũng quan trọng nữa trong giới công nghệ, là sự kiện WWDC 2021 mà Apple tổ chức thường niên cho những nhà lập trình viên, tức là nó sẽ chủ yếu tập trung tới phần mềm chứ không phải là phần cứng. Nhưng mà phần mềm thì nó lại quyết định và ảnh hưởng trực tiếp tới những trải nghiệm hàng ngày của chúng ta. Thế nên là mình làm video này để cho những bạn nào chuẩn bị mua những thiết bị mới của Apple như là iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, có muốn có những trải nghiệm mới từ phần mềm của Apple thì có những lưu ý như thế nào, nên mua những thiết bị nào và không nên mua những thiết bị nào, thì đó là nội dung ngày hôm nay mình muốn truyền tải tới mọi người. Mình là Hoàng Đặng và đây là D-Channel. Đây, xin mời. Trước khi đi vào nội dung chính, nếu bạn nào quan tâm tới những thiết bị của Apple nói chung hay tất cả mọi thiết bị công nghệ nói riêng thì mình sẽ để link phía bên dưới để tham khảo dẫn thẳng tới hệ thống của Diễn Việt nhé. Mình cảm ơn rất là nhiều. Về đối tượng, người ta sẽ có 4 cái tên này: iOS 15 này, iPadOS 15 này, WatchOS 8 và cả macOS Monterey nữa. Thì mình sẽ list ra để mọi người có thể dễ dàng theo dõi trong cả video nhé. Với đối tượng thứ nhất là iOS 15 thì ta sẽ có 2 điểm chính như sau. Thứ nhất, những thiết bị hỗ trợ đó là nó tương tự với những thiết bị đã từng hỗ trợ để cập nhật lên iOS 14, là từ iPhone 6S đổ lên. Có 6S series, 7 series, 8 series, 10, 10S series, 11 series, 12 series, iPhone SE thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai, iPod Touch thế hệ thứ 7 đổ lên. Nhưng mà sẽ có một cái lưu ý ở đây, đó là lên được là một chuyện, nhưng mà sử dụng tốt lại là một câu chuyện khác, một cái câu chuyện hoàn toàn khác luôn. Tức là nếu bạn nào mà muốn mua máy mới để có những trải nghiệm iOS mới thì 6S vẫn ok. Nhưng mà trải nghiệm tốt thì phải lưu ý, bởi vì hiện tại nhé, mình là người trực tiếp sử dụng iPhone 6S hàng ngày thì iOS 14 của mình dùng ở đây nó lag, nó đơ, nó pin yếu, nói chung là trải nghiệm không có tốt. Nên là thực sự khuyên là bạn nào muốn có những trải nghiệm tốt mua máy mới mà dùng iOS 15 ấy, thì có thể bắt đầu với series là iPhone 8 này, 8 Plus, iPhone 10 đổ lên. Thấp nhất thì có thể là iPhone 7 và 7 Plus. Còn mà 6S thì theo mình là trải nghiệm nó không còn tốt nữa. Thế đó, xong cái điểm thứ nhất, với những bạn nào muốn trải nghiệm iOS mới thì cần phải lưu ý nhé. Chuyển qua cái điểm thứ hai thì lần này iOS 15 sẽ có rất là nhiều những cái cập nhật liên quan tới FaceTime, nhắn tin, album ảnh, bản đồ, rồi Safari, rồi bảo mật các thứ. Nhưng mà sẽ có một tính năng mà theo mình cũng khá là thú vị, đó là bây giờ ta sẽ có thể sử dụng Siri offline, tức là không cần mạng vẫn có thể ra lệnh giọng nói cho cái iPhone của mình. Rất là hay. Nhưng mà sẽ chỉ những thiết bị nào có phần cứng với chipset là Apple A12 Bionic đổ lên thì mới hỗ trợ tính năng này. Tức là bây giờ bạn mua iPhone 6S 7, 8, 10 để dùng iOS 15 thì được, nhưng mà sẽ không có tính năng đấy. Sẽ phải là những thiết bị như gọi là iPhone 10R này, 10S, 10S Max đổ lên cho đến iPhone 12 series thì mới có tính năng này. Tương tự bên nhà iPad thì cũng phải những thiết bị nào mà được trang bị chipset là Apple A12 Bionic thì mới có được cái tính năng là Siri offline này. Đó là iPad mini thế hệ thứ 5 2019 đổ lên, đó là iPad Air 2019 trở đi, đó là iPad 2020 trở lên, và đó là iPad Pro thế hệ thứ 3 2018 trở lên. Nên là bạn nào mà chuẩn bị mua iPhone mà muốn có những trải nghiệm mới thì cũng sẽ phải lưu ý ở hai cái điểm này nhé. Ở phần này thì mình cũng sẽ muốn có một cái điểm phụ nhỏ thôi, nó không liên quan tới iPhone nhưng mà cũng khá là thú vị. Đó là sắp tới thì bạn sẽ có thể sử dụng được tính năng FaceTime từ iPhone qua những thiết bị Android như này. Đó là một cái điều mà mình chưa từng nghĩ đến trong lịch sử của những thiết bị Apple, và bây giờ thì có được rồi. Thì có lẽ là một cái nước đi toan tính của Apple đấy. Đó thì là một cái điểm khá là vui. Chuyển qua vào đối tượng thứ hai nhé, là iPadOS 15. Cơ bản ta sẽ có những cái cập nhật là widget mới này, có thể thay đổi được vị trí, kích thước, có một số tính năng liên quan tới đa nhiệm này, ứng dụng ghi chú này, xe quyền điều khiển phụ kiện chung với máy Mac, và một vài những cái điểm phụ nhỏ nữa. Thế nên với những bạn nào mà chuẩn bị mua iPad mới và muốn có những trải nghiệm mới này ấy, thì những thiết bị hỗ trợ nó cũng tương tự như với bên nhà iPhone vậy, là những thiết bị nào mà đã hỗ trợ iPadOS 14 thì vẫn sẽ hỗ trợ iPadOS 15. Cụ thể ta sẽ có là iPad Pro 2015 đổ đi này, iPad Air 2 đổ đi này, iPad 2017 đổ đi, và iPad mini 2015 lẫn là iPad mini 2019. Và đó những lưu ý cho những bạn nào chuẩn bị mua iPad. Còn chuyển qua Apple Watch Series thì sao? Bạn nào chuẩn bị mua Apple Watch Series mà muốn trải nghiệm WatchOS 8 mới nhất thì sẽ bắt đầu với thiết bị đó là Apple Watch Series 3. Sẽ có một vài tính năng và ứng dụng mới như là Mindfulness, tức là trải nghiệm đấy. Rồi ứng dụng Fitness có thêm bài tập thái cực quyền và Pilot, có tính năng theo dõi nhịp hô hấp của người dùng trong lúc ngủ, thông báo nếu nhịp thở không bình thường.
rồi cho phép tùy chỉnh phông chữ và nội dung hiển thị theo ý thích của bạn. Nhưng mà vẫn tương tự như bên nhà iPhone thì vẫn là câu chuyện lên được là một chuyện nhưng mà sử dụng tốt là câu chuyện khác. Thì mình là một người mà trực tiếp sử dụng Apple Watch Series 3, hiện tại là trải nghiệm nó không còn được mượt mà nữa. Thế nên mình không dám chắc là liệu rằng khi mà lên WatchOS 8 phiên bản mới nhất, mặc dù là nó không có nhiều cái cập nhật quá nhiều, nhưng mà một khi đã có thêm tải thì sẽ nặng nề hơn, thì không biết là trải nghiệm nó có tốt hay không, bạn phải lưu ý. Nên theo mình là nếu bạn nào mà chuẩn bị mua Apple Watch Series mới và muốn trải nghiệm những tính năng mới của WatchOS mặc dù không nhiều, thì có thể là bắt đầu với Apple Watch Series 4 thì sẽ là một cái sự lựa chọn nó phù hợp và có thể đi về đường dài là nhiều hơn. Còn Watch Series 3 thì nó hơi bị hơi cũ và trải nghiệm nó không được mượt mà lắm đâu. Tức là nếu bạn muốn có những trải nghiệm mới từ WatchOS 8 thì sẽ cần có combo là WatchOS 8 này với Apple Watch Series 3 cộng với cái thiết bị kết nối là iPhone 6s đổ lên và đã được cập nhật lên phần mềm là iOS 15. Đó là trong cái phần thứ 3 nếu bạn nào chuẩn bị mua Apple Watch nhé. Chuyển qua với phần thứ 4 nhá. Những thiết bị máy tính của Apple thì sao? macOS Monterey. Thì bạn sẽ phải lưu ý, ta sẽ có 4 thiết bị đã từng lên được Big Sur nhưng mà sẽ không lên được macOS Monterey. Bạn cần phải lưu ý đó là MacBook 2015, MacBook Air 2013, MacBook Pro 2013 và iMac 2014. Còn những thiết bị nào mà được hỗ trợ lên macOS Monterey thì mình sẽ để trên màn hình để mọi người có thể cùng theo dõi nhé. Thì đó là tất cả cho cái nội dung ngày hôm nay với 4 đối tượng chính iOS, iPadOS, WatchOS và cả macOS Monterey nữa. Thì các bạn, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ để mọi người chuẩn bị mua những thiết bị Apple mới mà muốn có những trải nghiệm phải mới nhất từ phần mềm của Apple thì phải lưu ý những cái điều đấy. Thì rất là mong mọi người có thể có được những cái nội dung và những cái thông tin hữu ích trong video ngày hôm nay. Cảm ơn rất là nhiều đã xem video và hẹn gặp lại trong những nội dung hấp dẫn và mới hơn nữa ở trên D-Channel. Hẹn gặp lại.